Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Tân cùng Củ Tỏi với Cải sẽ quay clip đi săn đêm các bạn ơi. Đi săn chuột cá rồi, có gì săn nấy ha. Rồi cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Giờ này thì nước cũng lên rồi các bạn ơi. Sau những cái cơn mưa đầu mùa, nước lên, mùa nước lên đồng. Đây có phải con chuột bự rồi. May hả? May chín rồi đó. Đó, chụp cho bá luôn, đừng còn á. Binh binh, những tiếng đập huyền thoại. Gà nó cắn lúa banh chứ. Ngày mùa hôm cũng dữ quá các bạn ơi. Không, giờ cảnh săn đêm thực tế mình coi. Vừa mới bước ra khỏi nhà là có chuột. Còn kìa, ở ngoài kìa, nó còn ở ngoài kìa Củ Tỏi. Ừ, hai ba con luôn Củ Tỏi. Không có đường vô rồi. Hai con lận, còn con nữa. Chuẩn bị hả? Vô hang ở đây có một con chắc cũng vô hang luôn. Này, một buổi săn đêm bạn thấy vậy chứ cũng mệt lắm nghe. Nhiều người muốn đi theo trải nghiệm nhưng mà con cái cũng đuối lắm nghe. Chưa đi thấy, đi thấy clip thì khoái lắm mà đi rồi vô không kẹp. À, các bạn nha, bây giờ mấy anh em đang trên khu vực đường kinh này các bạn ơi. Lên kinh ứng thí nữa. Chuột sau miếng đồng này thấy chuột cắn, nó cắn nhiều quá mà không có chuột. Trời, chạy ghê Củ Tỏi. Đụt lên cây mà ơi. Ủa, này có. Ôi trời, quay xuống dòm luôn kìa. À, đó không bắt được em. Ôi. Trời này. Này lên cây thôi. Trời, trời chạy luôn. Má khôn trời. Có nghe Khải ơi. Đây Củ Tỏi ơi, Củ Tỏi ơi. Đó, đó. Đập nó Khải. Đó đập. Bang. Còn ngồi chạy té luôn vậy. Đập cái quá không hết thấy luôn ngay cái đầu té đó. Một con đầu tiên mà không quá. Con chuột đầu tiên các bạn ơi. Bây giờ bắt chuột phá hoại mùa màng luôn các bạn ơi. À, lên nó bắt được đó cả. Đó. Nằm rồi đó. Đâu đó đó. Đè mạnh xuống, đè mạnh xuống. Ừ, đè xuống. Còn nó đó, dưới tay á. Rồi khai đừng luôn khai. Đừng 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 nha. Lên Củ Tỏi. Cho Tỏi nè, cho Tỏi nè. Tỏi bắt tay được mà, trên này khô rồi. Đứng rồi nè. Lấy lúa đè nó xuống. Rồi tới đây nè. Đá mà đặt, đâu đây nè. Dưới này nè. Mấy em này nè.
nhỏ chín lắm. Ừ, ghê chạy quéo luôn chạy. Chết tôi tỏi liền. Lấy cây đập luôn. Tôi tỏi méo được, mình ngán không được đâu. Đó đó. Xuống kia là đói luôn nha. Ừ, hơi ghê trời. Cái này cá gô éo cái chết luôn. Tới sáng rồi nè. Như ban ngày vậy hả? Tôi tỏ đang bắt hai chuột. Đi tới luôn hải đằng đầu lại hai. Thêu rồi. Thề mẫu nuôi chuột nè. Chỗ này mới giữ nè Khải. Sao sống nổi của tỏi. Đi tước trước luôn hải, chặn đầu hải. Xẻo à. Phần này là khu nuôi chuột nè. Hết biết. Không gì ấy má ếch vậy trời. Ê Khải nằm mày Khải thôi 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 rồi đi luôn rồi ếch tụi tới Khải vô vườn luôn rồi ếch bay như tên đứng sau của tao. Ê ai của tao trời ơi vô trong luôn rồi. Cái khu cấm địa giờ đây bữa nay bắt được có con chuột một rồi các bạn ơi. Chết luôn. Đó nó Khải chụp xuống Khải dò Khải dưới dò luôn á. Đó nó tới Khải. Vui. Dạ kìa. Mày á con. Chúng rồi ta hay chạy lẳng tiêu đây là xẻo rồi chưa thấy là sao chừng xẻo ông chừng đập cây ở chúng Khải xẻo nghe Khải Khải xỉu trước con chuột. Vô hang lỗ kẻ hết rồi. Có lỗ kẻ của tội. Lỗ kẻ này lỗ kẻ nó không ở sâu đâu. Chạy gì quá. Đó đó hang nước dưới đó. Nước nhẹp đó. Hang nước này nè. Có đó hang nước nhẹp, nhẹp luôn. Ừ đó đó Khải. Bỏ tát nước vô người quyết tâm bắt chuột tát nước vô đại ra bự luôn của tôi kể kể hả coi hả Khải Khải con bỏ lại cái đó lên đó, túi đó lên đó đi Khải. Tới hả? Sảm nó lại không có tỏi, sảm nó lại không? Nó họ nó chạy qua đây như không à. Chết luôn rồi. Người tỏi sẵn nó luôn mà. Qua kia hả? Qua nó kia. Qua bên bản này nè. Đúng không? Con để cái đó lên trên bà lại đi. À lũ kiểu tôi. Lũ mỏ này nè. Lũ nguyên đậu này nè bên Khải nè.
thủ hai tay kìa, để thấy nó lú đó đó. Ừ. Bắt đuôi để vô đó, bắt đuôi nó đập. Chạy vô vô nước nữa rồi nó đó bự rồi. Đấy, con là con khác của tôi. Đây tới đây nè, của tôi tới đây nè. Tới đây nè. Dính này của tôi, tối tối. Nắm đuôi nó, nắm giỏ dính đầu luôn vậy. Để cắn chết à. Nó bự vô. Con này là con bự nè, con kia con khác. Vậy là con nói khác đó, con ăn nước rồi khác. Đây nè. Ủa nãy hẹn dưới mà. Đó đó, ừ. Đó mọi hơn ha, kiếm hàng hơn hàng cá lóc. Bỏ mẹ. Đó. Còn đó rồi hả? Chị nó chạy qua đây rồi hả? Lắp lại hết. Đấy rồi, đã bắt đuôi rồi, đây cái dính này. Châu rồi. Cũng bự chứ không có nhỏ đâu. Đấy. Châu rồi. Cũng bự không có nhỏ, thấy không? Đây, tiếp tục các bạn ơi. Cũng mót mót cũng được. Đủ cho Khải ăn cơm. Này đủ, đủ cho Khải ăn cơm không Khải? Mai bắp chào chiên kêu bia quốc ơi luôn Khải. Ổn con. Tới tới tới. Chụp nha. Này chạy củ tỏi xuống đi Khải. Chạy chắc ha. Bắt đuôi đó. Hết chạy của tội. Miễn pha bắt đuôi huyền thoại. Đấy, bên này mót bộ im ta như nó qua đây hết trơn thôi. Nay như còn hang nè. Học đại chạy ra cái mình bắt được à. Lên tới trên. Đó. Đó. Đi trước thấy đường thấy. Đấy, bên này chuẩn bị đồ không kỹ các bạn, đèn hết pin. Chú bao đèn cho con đi. Này bắt chuột à, ta mừng lắm nha các bạn ơi. Cái gà nó ăn một con một cái ăn. Ngày này qua ngày nọ biết nhiêu. Thôi. Thấy cũng vinh lúa ngoài. Ê, đây người của tôi. Này này của tôi. Nó đó. Đó đó Khải. Đi giữ trời cá hay gì? Cá hay gì Khải ơi? Đó chồng không à. Cho ăn nó vậy. Cho nó nẻ nó gì vậy? Nó đạp xe nó chạy đâu. Cho nó nẻ. Cái kia nẻ cá là gì dữ Khải? Kìa bên Khải có cái hang kìa. Tắt nước luôn á. Con để cái bao nó lên cho lấy đại đi, đâu có cá sống gì đâu sợ. Nó ăn cá không hay vậy? Ồ, nó chân mới luôn kìa. Quá trời. Đứng bên đây tiện quan sát các bạn ơi. Tắt nước. Đừng có sáng thôi. Đứng lên bờ thấy ai? Đứng xuống, xuống đó đục nước rồi, không có đường nữa. Tới hàng tiếng luôn rồi.
có giao ước không? Cái hai người đi với vậy ra luôn rồi. Đây coi Khải. Đây có đuổi 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 lùi lên kìa. Rồi móc khóe từ từ. Ê đè đâu? Trời trời. Ai nhìn con cái gì? Chết rồi con. Nó chết rồi gái đuổi lên. Chết rồi. Chập chết rồi. Đi dữ. Đó 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 ép nó. Ém đây nè, đây này nè. Đó 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 đó. Mày hả mày? Cái một. Ù nó bự à. Phá. Chuột. Một con tiếp tục. Quá nhẹp luôn trời. Ấy của tội ra ngoài lại kìa đi trời quá con chuột bự ra sao rồi chết như trời chín rồi nè. Ủa dễ vậy đập nghiến. Mình đá hậu vệ coi. À, quá rồi. Má trời. Từ từ lại đừng đi lên đó nha. Đi cặp pin này đập chắc cũng đường lít. Ê, Khải, tôi coi. Đó. Buông Khải, buông Khải. Lên bờ á, lên bờ á. Ừ, cho đi ạ. Chết rồi đó. Còn đi lên này. Bự quá đuôi. À, đạp gì mà hai cái thôi còn hụt nữa nó bự. Để nó không đạp nó lên bờ. Bự. Để không đạp nó lên đây là mình đâu có kịp nó đâu. Bữa nó làm như tàu ngầm nó lên liên liền. Mình không đạp nữa là hết cơ hội lên đó. Đây cô tỏi nè 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 bự nữa cô tỏi mày chạy giùm đi chính rồi đó mỏ đó đi Khải dưới dấu vỏ đó nè chắc dính đâu đó rồi đó rồi cháu giờ nó đâu mà cháu chặt nè đây hay gì nè nè nó phải không Khải chụp như quanh địch xa rồi nãy con bỏ cái cặp cái đại đi cái đó nó đời chuột chết không à chết nè đó đó đúng rồi đó Khải chết trời ơi trời ơi chuột nè ủ lạ trời không để cho nó cơ hội nào nó bự quá rồi chuột này nó ra nó ăn hết lúa nó cắn một đêm một là banh xác chủ nhà quá chuột nó bự Khải con đứng bờ đi đi đường đó đó Khải có triệu chứng gì nè cô tôi từ từ Khải từ từ Khải đó đó nó đó bự á dính luôn hả dính này Khải lập công rồi đè xuống luôn Khải đè lằn cái đầu đó bự á được bắp bắp cái chè trắng hả
nó hết nhích cỏ đâu đây nè. Chó lên vừa lên trên mé mới đập đập cá chê, nó chạy ra đó luôn vậy kìa. Lấy bao lưới đập ụp đó, lấy bao lưới đè nó. Đâm được không? Khó bắt không? Nó cây đâm một thọt hay đậu nó đại hoặc vài cái nó cũng xem tên nè. Xa xa con giờ mới đây tiếp ra bắt cá chê mà ngon quá. Không á, lập cũng chết rồi, đâm vài phát cho nó xem tên nè. Đó đó, cái trắng. Đây có lấy cái lưới này không đè được không? Lấy cái túi lưới nè. Tao lấy túi lưới này không đè xuống cái là được ở của tối. Mắt xe đó. đâm vài cái rồi đó, nghe cái bọc rồi đó. Nghe cái bọc chắc thấu qua đầu luôn rồi. Trời ơi trời, cái dạng cái gì trắng trắng kỳ, trắng bằng ban đi trời. Chê bằng ban trắng đốm đốm. Tiếp tục các bạn ơi, được con cá chê rồi. Bên này em đi qua mấy mẫu này đi, gà mé bao dây ba lớp. Thấy rồi đó, chụp lẹ hai tay á. Từ thấy chặn đậu lại. Chuẩn bị lên đó. Đột bự của tao ơi, đứng đó đi khai. Từ từ khai. Đột bự lắm á. Cái chỗ nãy á, dính luôn kìa. Mò luôn trời. Bắt tới bao chuột luôn rồi. Á chuột bự hết biết luôn. Bóp cho chết cái Thái ơi. Bóp cho chết cái đây. Đâu đây nè, bắt cho chết cái đây, chuột bự lắm. Đập mạnh nè. Giọt đôi là chết. Lấy miếng giò rồi, cái cốp rồi. Cái mò chuột luôn rồi. Ây da. Quá, vô thấy con cãi vậy em đứng. Nãy tao không thấy nó nhúc nhích, tự nhiên cái đấy mắc đều. Cái nó nói chắc không phải rồi. Nó khôn nó ém nằm im ru. Hên là Khải thấy nguyên con luôn. Chụp cái đầu con nó biết rồi, chụp con dính Khải. Đầu nguyên con chụp con dính. Quá xuống nước lặn ở dưới rồi mò dính hay rồi. Xém nó dính mà dính toàn tan rồi. Là dư ăn sáng hả Khải? Để tưởng đâu có hai con là banh sát luôn, hư đĩa luôn. Không ngờ chuột này nó dòng cái cánh này. Ừ, con đi sát đó này, lúc này mới nhiều nè. Ây, một con nữa Thái ơi. Ém nè, ém đâu đây nè. Kìa kìa kìa, đó cái này dưới đèn trắng đó. Tốc độ. Ôi trời ơi, trời Khải chụp chuột.
tiếp tục Khải ghi bàn. Nó chỗ này khôn lắm, nó vô thấy mình nó ém, nó vừa chạy. Nghe gì gục gọc Khải? Phải không? Nghe gì? Gà chạy hả? Nghe gục gọc rõ ràng luôn trời. Tập nghe các bạn ơi. Được mấy chục bự được quá đã. Chục bự sợ vô ổn các bạn chạy đã. Khúc này có mùi tanh tanh nha anh em ơi. Vậy có chỗ á. Thấy chỗ này cũng có cắn nè. Vậy chứ hồi cặp vợ mình cũng trội nhóc á. Cái này không có chỗ. Ê ê ê. Mới nhất đây. Trời ơi con nhái bự chà bá luôn. Chàng hiu. Ê chột chột trên bờ nè. Xuống nè, xuống nè, xuống nè Khải, chuẩn bị nè. Nghe đàn trắng nè. Thấy không Khải? Đâu nghe đàn trắng xuống nè. Mới đâu đó đó. Trên bờ mới xuống á. Ném vào đây nè. Cụ tối đã phát hiện. Chơi nhắm nó trời. Chơi kỳ vậy. Chập luôn rồi. Đâu đó đó, ém rồi đó. Ngày giò nó mới ghê. Chập xuống luôn đó tỏi. Chập luôn vậy. Thấy rõ ràng bờ xuống. Tới luôn không? Sâu hả? Đây, giờ mấy em đi dài dài vô các bạn ơi. Cũng nhiều á, mười mấy con rồi đó. Quăng quăng luôn đây. Cái sạch cái chỗ. Bữa nay tới nó phạt luôn rồi. Nó có hai con đủ Khải ăn cơm. Dạ. Ừ. Là mẫu nó gì còn nữa đó. Ủa tính ra mình đi chịu đi đi trong cái mé cũng chừng có mấy mấy giờ này của tỏi. Nói chung là bữa nay cũng hơi vất vả các bạn ơi, có hổm chuột nhiều lắm. Bỏ đi Khải. Cái này mấy em đi mót luôn. Ồ con chuột sống lại vậy Khải. Chuột cha Khải mới bắt quá. Bự luôn nha. Bắt đầu đi Khải này để hồ quên bỏ đi. Đè xuống. Cung cái tay lại đè xuống. Cung cái tay lại đè. Ừ. Rồi xỉu thấy bạn rồi. Rồi. Xỉu rồi các bạn đó. Ừ. Lấy cái giò trắng đi. Lấy gót trắng mình vô cá chê bệnh luôn rồi xỉu rồi để trắng vô cá chê ô dính rồi tiếp tục về về dài về có con nào bắt con nấy các bạn ơi bữa nay hơi thất thủ rồi bữa nay em chuyển qua bắn lên cây cũng là chuột lên cây
đi săn thì ở miền Tây thì chỉ có tới lui vậy thôi, mong rằng ở nhà mình xem vui vẻ. Rồi lúc này cũng chờ anh em bà con mình ngán, mà cả nhà mình nhớ ủng hộ thông cảm nha, tới mùa nào mình bắt theo mùa đấy à. Săn bắt thì kênh nào cũng như kênh ấy thôi. Đâm nó, đâm nó, đâm nó. Ai lấy cái bao lưới được của tỏi, lấy cái bao lưới đè xuống, lấy bao lưới này ông đè xuống cái là dính này. Thấy rồi, rồi chọt trời. Còn nằm đó đó. Cái này nè, cái đèn trắng nè. Cái đèn trắng nè. Lấy cái bao lưới. Cái chị dạng mà lấy bao lưới rồi đẩy xuống, đè xuống cái là dính. Nó vậy đó, nó đó. Ông lấy bao lưới này nè, ông đè xuống cái dính này. Không có, để ngang á, để ngang á, để ngang có cái lý là đè là được rồi. Từ từ khái đi ra khái cho lại. Để những nôm nữa. Để giữa đè xuống á. Ra, để giữa đè xuống á, nó ngăn giò nó nè. Cái ra khái để mất cháu khái. Ngoài hai giòn khái luôn rồi. Chú đi xích da, bỏ giò xích da khái, để mất dấu rồi khái. Trời ơi, trời ơi. Lập hết biên nữa, báo luôn rồi. Đâm cái này cho nó đi ra chỗ khác dễ bắt hơn, trồng hơn. Nó bị ta hết pin rồi, phải để tôi vô pin cái giữ vị trí nha. Nó tàn á vậy. Cái tỉnh cho nó bệnh. Trời khát. Đầu nó gì? Nó ở đầu nó đó. Cái áo khải kìa của tỏi ập xuống. Đè chính giữa xuống luôn á. Cái này nó nặng quá, đè không qua. Đè cầm bằng cái miệng thôi, đè bằng cái miệng ở trên thôi. Có lưới là đè là dính nè. Dính rồi đó, dính rồi đó, đè lại xuống luôn. Đè xuống thử coi nó có dễ chứ không. Chưa, chưa chạy, nó chạy còn trong đó đó. Lặn kiếm cái đầu nó. Đúng rồi. Chỉnh nó qua đây lại. Mò lại bình thường đại đi của tôi. Nó đâm đại đi của tôi, chạy ra ngoài mình bắt cũng đâm cũng dính à. Lùa lùa lại, cái cây thiệt hiệu. Dạ. Con đứng đi gót. Đóng nó đây gì. Trời ơi, chìm thế cũng được. Tí luôn. Ôi trời. Nó không chạy, mất tiêu luôn, đâu chạy đâu. Chào các bạn nha, bây giờ mấy anh em vô các bạn ơi.
tới nhà rồi. Chứ là phẩm cũng được mới rồi. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Đừng có, nó có dây như thế này. Bên đây nè, đi qua đây nè. Này nãy có chỗ không? Con gì trời? Cá gì nữa này của tôi? Cá gì chảy ghê trời? Xuống đó luôn rồi. Má chảy ghê trời. Cá lóc hay gì á, thưởng chuột sập hết chuột rồi các bạn ơi. Hai xin chào tất cả mọi người, cuối cùng rồi, bữa nay cũng về được tới nhà các bạn ơi, cũng được ít đồ các bạn ơi. Con chuột sống của tôi ở Khải. Chắc mười mấy con của tôi. Hơi bèo, hơi mót các bạn ơi. Đây là nước cao quá, chuột nít ra. Hên hên được mấy mũi gò gò không đỡ. Nước lên quá. Hổm những có nước ở nhà nước. Hả? Con chuột sống. Ok, ok chạy. Cũng nhiều quá chứ. Lung mấy anh trời. Được mấy chuột ạ. Giờ hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Chúc cả nhà mình có buổi tối vui vẻ. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trên kênh Gánh Nặng TV trong những clip mới các bạn ơi.